Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số công dân Mỹ được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên ít nhất 22 người. Bên cạnh đó, còn ít nhất 17 người Mỹ nữa vẫn chưa được xác định danh tính. Thống kê mới nhất cho thấy số lượng nạn nhân mất mạng là công dân Mỹ trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang ngày một gia tăng. Được biết, so với báo cáo ban đầu, số người thiệt mạng đã thêm 14 người. Số lượng người Mỹ thiệt mạng được thống kê ở trên nằm trong cuộc chiến đã cướp đi mạng sống của 2.300 người chỉ trong vòng 5 ngày. Trước việc chiến sự Israel-Hamas đang diễn biến căng thẳng, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, một số ít công dân Mỹ nằm trong số khoảng 150 con tin bị nhóm vũ trang Hamas của Palestine bắt giữ trong cuộc tấn công chưa từng có vào cuối tuần nhằm vào Israel. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng những gì mà Mỹ biết về những nạn nhân bị bắt làm con tin chỉ là những điều rất nhỏ, và điều này có thể thay đổi theo thời gian. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người dự kiến sẽ đến Tel Aviv vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10, như một phần trong sự hỗ trợ rõ ràng của chính quyền Tổng thống Biden đối với Israel. Thông tin, số công dân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến đang tiếp diễn có thể tăng thêm. Được biết, quân đội Mỹ đang di chuyển tàu sân bay thứ hai USS Dwight Eisenhower tới Israel như một tài sản sẵn có sau khi USS Gerald R. Ford, tàu sân bay tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ và nhóm tàu tấn công của nó đã tới phía đông biển Địa Trung Hải. Trước đó, Hamas đã đe dọa sát hại các con tin nếu Israel ném bom các ngôi nhà của người Palestine ở Gaza mà không báo trước. Sự hiện diện của các con tin cũng đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với quân đội Israel, vốn không có nhiều dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của các con tin ở dải Gaza sẽ ngăn cản Israel thực hiện một phản ứng mạnh mẽ. Được biết, Israel đã phong tỏa hoàn toàn vùng đất này, thắt chặt lệnh phong tỏa vốn đã khắc nghiệt mà nước này đã áp dụng từ năm 2007, và các quyền tiếp cận thực phẩm, nước, điện của 2,3 triệu cư dân Palestine trên dải đất này. Theo các quan chức Palestine, một loạt các cuộc không kích không ngừng nghỉ của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đã biến toàn bộ khu vực lân cận ở Gaza thành đống đổ nát, khiến ít nhất 1.055 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Trước diễn biến leo thang của chiến sự Israel-Hamas, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang đàm phán với Israel và Ai Cập để cố gắng sắp xếp lối đi an toàn cho dân thường ở Gaza. Tổng thống Joe Biden vừa cho biết ít nhất 11 công dân Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng ở Israel sau các cuộc tấn công của Hamas. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng tin rằng có khả năng công dân nước này cũng nằm trong số những người bị Hamas bắt làm con tin. Ông Biden cho biết Mỹ đang làm việc với các quan chức Israel để có thêm thông tin về nơi ở của những công dân Mỹ vẫn đang mất tích. Bên cạnh đó, ông Biden cũng nhấn mạnh, đối với những công dân Mỹ đang ở Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cung cấp hỗ trợ lãnh sự cũng như cập nhật cảnh báo an ninh để họ được đảm bảo an toàn trong khi đụng độ vẫn diễn ra hết sức căng thẳng. Bên cạnh đó, những công dân Mỹ nào muốn trở về quê hương thì có thể rời đi trên những chuyến bay thương mại. Còn về an toàn của những con tin người Mỹ đang bị Hamas bắt giữ, Tổng thống Biden cho biết ông đã chỉ đạo quan chức Nhà Trắng làm việc với những người đồng cấp Israel về mọi khía cạnh của tình hình liên quan đến những người bị bắt làm con tin, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và triển khai các chuyên gia từ chính phủ Mỹ để hỗ trợ. Ông Biden cũng nói thêm, các cơ quan cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã tăng cường an ninh xung quanh trung tâm sinh hoạt của người Do Thái. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu, ông Joe Biden đã khẳng định rằng Mỹ luôn sát cánh cùng Israel trong mọi hoàn cảnh, đồng thời đảm bảo về sự hỗ trợ vững chắc của Mỹ, tăng cường củng cố kho vũ khí quân sự của Israel và phái một nhóm tàu sân bay tấn công đến gần Israel hơn để thể hiện sự ủng hộ lớn. Trong các tuyên bố công khai của mình, ông Biden vẫn chưa nói rằng Israel nên thể hiện sự kiềm chế trong phản ứng quân sự hoặc bày tỏ mối quan ngại của Mỹ đối với người dân Palestine, thường là một phần trong các phản ứng của Nhà Trắng trong các cuộc khủng hoảng trước đây. Ngày 7 tháng 10, khi phong trào Hồi giáo Hamas đã phát động cuộc tấn công tổng lực mạnh nhất vào Israel trong nhiều năm qua, bắn tên lửa từ dải Gaza trong khi các chiến binh của họ vượt biên giới vào Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố Mỹ lên án một cách dứt khoát cuộc tấn công kinh hoàng này của những kẻ khủng bố Hamas từ Gaza
nhằm vào Israel. Đồng thời nói thêm rằng Washington sẽ cung cấp mọi phương tiện hỗ trợ thích hợp cho Israel sau các cuộc tấn công khủng khiếp. Mặc dù vậy, rõ ràng xung đột leo thang ở Israel và dải Gaza đang đẩy ông Biden vào 5 cơn đau đầu không thể giải quyết ngay. Chiến sự leo thang xảy ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Biden đồng ý cho phép chuyển 6 tỷ USD tiền của Iran bị đóng băng từ Hàn Quốc sang Qatar như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm trả tự do cho một số người Mỹ bị giam giữ ở Iran. Vào ngày 7 tháng 10, một số tiếng nói nổi bật của đảng Cộng hòa đã đề cập đến thỏa thuận này trong những lời chỉ trích mới đối với chính quyền Biden về tình hình ở Israel. Cựu Tổng thống và ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, những cuộc tấn công này của Hamas là một sự ô nhục và Israel có mọi quyền để tự vệ bằng lực lượng áp đảo. Ông tuyên bố thêm, tiền đóng thuế của người Mỹ đã giúp tài trợ cho các cuộc tấn công này. Trong khi đó, Nhà Trắng đã nói rõ rằng một loạt hạn chế sẽ được áp dụng đối với các khoản tiền này. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tehran sẽ chỉ có thể sử dụng chúng để mua thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế phi lưỡng dụng. Người phát ngôn Nhà Trắng Adrian Watson cho biết hôm 7 tháng 10 rằng không một xu nào từ các quỹ đó đã được tiêu và khi được chi tiêu, nó chỉ có thể được chi cho những thứ như thực phẩm và thuốc men cho người dân Iran. Cuộc xung đột Israel-Hamas leo thang cũng có thể gây nguy hiểm cho tiến trình mà Tổng thống Biden đang cố gắng đạt được với Riyadh nhằm củng cố Hiệp ước Abraham, Hiệp định Hòa bình Israel và UAE, được 3 năm tuổi. Vào tháng 9-2020, Mỹ chủ trì các cuộc đàm phán dẫn đến việc đại diện của Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain ký Hiệp ước Abraham tại thủ đô Washington DC. Maroc sau đó đã đồng ý, Sudan cũng ký tuyên bố nhưng không ký thỏa thuận song phương với Israel. Hiệp ước Abraham đã khiến Abu Dhabi và Manama trở thành quốc gia Ả Rập thứ 3 và thứ 4 công nhận Israel và các hiệp ước này nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố hòa bình ở Trung Đông và trên thế giới dựa trên sự hiểu biết và cùng tồn tại lẫn nhau. Chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực đưa Ả Rập Xê Út gia nhập Hiệp ước Abraham và đây sẽ là một chiến thắng chính sách đối ngoại quan trọng. Tuy nhiên, báo cáo từ một tờ báo thuộc sở hữu của Saudi trong những tuần trước khi xung đột leo thang cho thấy, Riyadh đã đóng băng các cuộc đàm phán bình thường hóa, dù điều này bị Mỹ và Israel phủ nhận. Hồi giữa tháng 9, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin rằng Washington đang thảo luận về một hiệp ước phòng thủ chung với Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, bạo lực bùng nổ cũng có thể gây ra rạn nứt rộng rãi hơn giữa các đảng viên dân chủ, ngay cả khi ông Biden tuyên bố rằng sự hỗ trợ của chính quyền ông dành cho an ninh của Israel là vững chắc và không lay chuyển. Trong những năm gần đây, đảng Dân Chủ cánh tả ngày càng rút lui khỏi việc ủng hộ Israel. Hồi giữa tháng 7, đại diện Washington tại Israel, bà Pramila Yazaban đã gọi Israel là nhà nước phân biệt chủng tộc trước chuyến thăm của Tổng thống Israel. Hàng nghìn quả rocket Hamas nã liên tục vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 đã châm ngòi cho bạo lực bùng phát ở dải Gaza. Khi quốc tế đang bàng hoàng vì chiến tranh nổ ra đột ngột, thì một câu hỏi được đặt ra là lực lượng Hamas lấy vũ khí từ đâu để có thể thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng và quá bất ngờ vào Israel như vậy. Hamas là nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine. Nhóm này kiểm soát chính trị dải Gaza, một vùng lãnh thổ rộng khoảng 365 km2, là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người nhưng bị Israel phong tỏa. Hamas đã nắm quyền ở dải Gaza từ năm 2007 sau một cuộc chiến ngắn chống lại lực lượng Fatah trung thành với Tổng thống Mahmoud Abbas, người đứng đầu chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine. Hamas không công nhận tư cách nhà nước của Israel nhưng chấp nhận một nhà nước Palestine theo đường biên giới năm 1967. Hamas chính thức cam kết thành lập một nhà nước Palestine trong phạm vi biên giới của mình, đã theo đuổi mục tiêu này thông qua các cuộc tấn công vào binh lính, người định cư và dân thường Israel ở cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine và ở Israel trong suốt nhiều năm. Hamas là một phần của liên minh khu vực bao gồm Iran, Syria và nhóm Hezbollah ở Lebanon, vốn phản đối chính sách của Mỹ đối với Trung Đông và Israel. Có thể nói Hamas và Israel chính là kẻ thù không đội trời chung. Người phát ngôn của Hamas, Khaled Qadomi, đã nói với Al Jazeera rằng nhóm này đã thực hiện hoạt động quân sự của mình để đáp trả những hành động tàn bạo mà người Palestine phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. Nếu Hamas có những đồng minh kẻ vai sát cánh nhiều năm để chống lại Israel, thì Israel cũng có sự chống lưng từ một trong những đồng minh thân cận là Mỹ. Ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến tranh, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho các tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ tiến gần hơn đến lãnh thổ Israel để thể hiện sự ủng hộ với nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa tìm thấy những bằng chứng về nguồn cung cấp vũ khí cho Hamas thực hiện cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Mặt khác,
Các quan chức Mỹ cũng không phủ nhận lịch sử hỗ trợ Hamas của Iran. Dù còn quá sớm để xác định liệu Iran có bất kỳ vai trò trực tiếp nào trong việc lập kế hoạch và hỗ trợ cuộc tấn công của Hamas hay không, nhưng Mỹ đang bắt đầu đi xa hơn khi nói rằng mối quan hệ lâu dài của Iran với Hamas có nghĩa là có khả năng họ đã giúp đào tạo và tài trợ cho nỗ lực tấn công Israel. Về phía Hamas, Ghazi Hamad, người phát ngôn của Hamas, trả lời phỏng vấn với BBC rằng Iran đã hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức vũ trang này mở đợt tấn công lớn chưa từng thấy từ giải Gaza và Israel. Tuy nhiên, kênh truyền hình RT đưa tin Tehran đã bác bỏ thông tin này, nhưng Iran lại có một động thái đáng chú ý sau khi Hamas phát động chiến dịch tấn công. Rahim Safavi, cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, đã gửi lời chúc mừng Hamas. Ông nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục ủng hộ các chiến binh Palestine cho đến khi Palestine và Jerusalem được giải phóng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!